Hello, chào mọi người quay lại với kênh của Tâm Vlog. Ngày hôm nay thì em có về tiếp hai chiếc lận mà chưa có thời gian để quay. Bây giờ quay trước một chiếc thôi cho anh chị cô chú coi. Thì chiếc này là chiều ngang 1m65, dài 11m6. Cây là sau núi gặt nha, sau núi gặt từ đầu tới đuôi, chưa cần giá miếng nào hết. Thì bây giờ Tâm sẽ quay cho cô chú anh chị coi nha. Giờ đây là em nó. Chiếc này là tầm khoảng 4 tấn, sau núi gặt nguyên con. Hình chả lái tàu nha. Ở đây. Bây giờ Tâm sẽ đi cái bên ngoài trước cho cô chú anh chị xem. Đây là cái phần bể gió. Cây cối liền lạc nha, từ đầu tới đuôi. Tấm rồi. Tâm sẽ đi chậm thiệt chậm cho cô chú anh chị coi. Mình đi cái phần bên ngoài trước. Dài 11m6 nha, dài ngang 1m65. Yeah, thì hiện tại với cái tình trạng là mình chưa có vô lắp dò hay chai bọng gì hết. Thêm cái mua ghe, thường thường cô chú anh chị mình đi mua ghe, mình nên đi câu những chiếc ghe mà nó chưa có lắp dò. Như vậy mình dễ kiểm tra ghe hơn. Còn những chiếc mà nó lắp dò rồi thì mình không có nhìn ga được đâu. Đó, be bọng liền một tấm. Đây. Đó, Tâm sẽ đi ra tới vị trí trước mũi luôn cho cô chú anh chị xem. Đó, và cái chiếc giỏ bên đó bữa Tâm có quay rồi đó, giỏ không 10 triệu á. Đó, cô chú anh chị có vừa mắc thì cứ liên hệ. Ghe nhà thì ghe tầm 4 tấn 5 tấn rưỡi nhiều lắm. Ghe đẹp nha. Từ trước đến sau rồi nè. Và bây giờ Tâm sẽ lên phía bên trên để quay cái phần bên trong cho cô chú anh chị xem. Và đây là phần bên trong của em đó. Thì ghe hiện tại chưa có cẩn giá. Ở đây những cái vị trí nó bị lỗi, Tâm quay hết cho anh chị. Cái miếng be này thì nó hơi bị ái. Hai cây ngay đây, một lỗi đó. Sau núi nguyên con nha. Đây. Em sẽ đi từng đường chai luôn. Sau núi nguyên con. Mới vừa về tới luôn. Đó. Yeah, rất đẹp. Ngang 1m65, dài 11m6. Hình này là hình thông nha. Dạ, chứ nó không có bị teo đứt đâu. Nghe với cái hiện trạng là chưa rửa, chưa lắp dò gì hết. Cây cối thì nguyên con, chưa cảnh giá. Rồi, và chiếc này thì Tâm bán với giá là 35 triệu. Dạ, xuống đây thì anh chị có lòng thì thương lượng trực tiếp. Bên Tâm sẽ có bớt cho anh chị hoặc là sẽ nhận dọn cho anh chị tại chỗ. Nên tại vị trí bến, chiếc đó chuẩn bị đẩy xuống nha. Rồi, bây giờ Tâm sẽ quay lại một lần nữa cho anh chị xem nha. Từ trước mũi là sau lái luôn. Chết rồi. Ghe 4 tấn. Ghe 1m65, dài 12m. Ê, 11m5, 11m6. Giá 35 triệu, ghe sau núi nguyên con từ đầu tới đuôi, chưa cẩn giá miếng nào. Rồi anh chị hợp nhãn thì liên hệ số điện thoại Tâm để bên dưới nha. Giá 35 triệu có thương lượng trực tiếp luôn cho anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi kênh của Tâm. Xem kênh nhớ bấm nút đăng ký để theo dõi những cái ghe mới về theo ngày tháng nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Bye bye.